bánh gạo giòn tan, nhà đến đầu cuốn đến đó. Cây lúa này cả trăm năm mới xuất hiện một lần. Hạt gạo tinh khiết nằm ở vị trí đó, cả nhà đi theo con. Hạt gạo tinh khiết nhất sẽ to hơn những hạt gạo khác. À, những bông lúa đang bung nở thành các hạt gạo. Tám tuốt ôm chặt mẹ. Ba ba ơi, bò mu vẫn còn ở trên chiến hạm. Mu, mu. Bò mu. Anh chấp chấp cố lên. Thiệt đó. Hạt gạo tinh khiết nhất nằm trên cây lúa đặc biệt đang lẩn khuất đâu đó trong những tầng ruộng bậc thang này. Cây lúa này cả trăm năm mới xuất hiện một lần. Cây lúa nào cũng giống nhau thì làm sao tìm được đây? Hạt gạo tinh khiết nhất sẽ to hơn những hạt gạo khác. Kun kun kun, kích hoạt tai nghe Kun đá chiều. Siêu tập 24 thẻ bài Kun để mở khóa mê cung, lấy ngay tai nghe Kun đá chiều. Hạt gạo tinh khiết nằm ở vị trí đó, cả nhà đi theo con. À, những bông lúa đang bung nở thành các hạt gạo. Wow. Hả? Tám tuốt ôm chặt mẹ. Ba ba ơi, bò mu vẫn còn ở trên chiến hạm. Mu, mu. Bò mu. Mu, 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 mu. Mu. Ê, mình giữ được bò mu rồi. Kun Kun, kích hoạt ba lô Kun siêu phàm, Mama Bay. Tạm thời chúng ta an toàn rồi. Hả? Cả nhà nhìn kia, đó là những hạt gạo trắng tinh khiết. Lên đường thôi. Nhưng phi thuyền của chúng ta rơi mất rồi. Hả? Mẹ có ý này.
Chúng ta bội vui rồi. Cả nhà hãy cùng nấu thử bánh gạo nhé. Cun, cun, cun. Robot cun toàn năng. Mau biến thành nhà máy chế tạo bánh gạo đa năng. Robot cun toàn năng được chế tạo từ công nghệ hành tinh cun smart, sở hữu trí thông minh ưu việt với nguồn kiến thức vượt tầm vũ trụ. Khi kích hoạt chế độ đặc biệt, robot sẽ biến hóa thành robot chiến đấu, bảo vệ mọi người an toàn khỏi kẻ xấu. Sưu tầm thẻ bài cun đặc biệt để nhận ngay robot cun toàn năng. Wow. Yeah. Xem đây. Ngon ghê. Bánh gạo giòn tan, nhà đến đâu cuốn đến đó. Hả? Chuyện gì vậy nè? Hả? Giúp. Bánh gạo dinh dưỡng khuôn viên tự nhiên. Bánh gạo dinh dưỡng khuôn viên tự nhiên. Hương ngon diệu kỳ. Nào mình cùng phiêu lưu, nào mình cùng khám phá.